ngã đọa địa ngục, khi ta mới đọa địa ngục, Phật phục bi thống, dục đại ngã khổ. Phật nhìn thấy chúng sanh đọa địa ngục, đau khổ bi thương giống như chính mình đọa địa ngục vậy. Cho nên Phật nguyện xuống địa ngục để thay chúng ta chịu khổ, nhi ngã nghiệp trọng bớt năng cứu bạc. Nhưng vì nghiệp chướng của chúng ta quá nặng nề, thậm chí ngay cả Đức Phật cũng không cách nào cứu vớt. Ngã sanh nhân đạo, Đức Phật dùng đủ cách cứu chúng ta ra khỏi địa ngục. Chúng ta nay lại được sanh vào cõi người, Phật dĩ phương tiện, linh trùng thiện căn. Bây giờ Phật lại dùng đủ thứ pháp môn phương tiện quyền xảo dạy chúng ta gieo trồng thiện căn. Thế thế sanh sanh, tùy trục ư ngã, tâm vô tạm xả. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát vì giáo hóa một chúng sanh đọa vào địa ngục, Bồ Tát cũng theo đó mà vào địa ngục. Chúng sanh vào cõi súc sanh, Bồ Tát cũng theo đó mà làm súc sanh. Chúng sanh chuyển vào đường ngạ quỷ, Bồ Tát cũng theo đó mà làm ngạ quỷ. Ảnh hưởng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, ảnh hưởng Bồ Tát tu hành. Chúng sanh làm người, Bồ Tát cũng theo chúng sanh làm người. Cứ như thế đi theo chúng sanh mà chịu khổ, theo chúng ta trong tâm một giờ một khắc cũng không bỏ chúng ta. Phật sơ xuất thế, ngã thượng trầm luân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới xuất thế, ta còn trầm luân ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thượng có nghĩa là vẫn còn, kim đắc nhân thâm, Phật dĩ diệt độ. Nay ta nương nhờ oai đức của Phật được làm người, thì Phật đã vào Niết Bàn. Hà tội nhi sanh mạt pháp, chúng ta nhất định có tội rất lớn nên mới sanh vào thời mạt pháp. Nếu không phải tội lỗi lớn như thế thì chúng ta lẽ ra đã được gặp Phật nghe pháp. Hà phước nhi dự xuất gia, nhưng nay chúng ta lại được xuất gia. Bài văn phát tâm Bồ Đề này là nói cho người xuất gia, cho nên chúng ta cũng rất là có phước. Tuy có tội nhưng cũng là có phước, vì có phước nên hôm nay chúng ta mới được xuất gia. Hà trướng nhi bất kiến kim thân, chúng ta nay nay có nghiệp chướng gì mà không nhìn thấy thân vàng của Phật? Hà hạnh nhi cung phụng xá lợi, chúng ta lại có may mắn nào ở trong thời mạt pháp này lại có thể nhìn thấy xá lợi của Phật? Như thị tư duy hướng xử bất trụng thiện căn, hà dĩ đắc văn Phật pháp, hướng là xưa kia. Có sự suy nghĩ như thế này, nếu như xưa kia trong kiếp quá khứ không gieo trồng căn lành, ngày nay chúng ta nhất định không thể nào nghe được Phật pháp. Bất văn Phật pháp, yên tri thường thọ Phật ân. Nếu chúng ta không nghe được Phật pháp, không hiểu được Phật pháp, thì chúng ta cũng không biết được ân đức lớn lao của Phật đối với chúng ta. Thử ân thử đức, khâu sơn nan dụ. Đức lớn ân sâu của Phật đối với chúng ta, núi cao cũng không thể sánh nổi, biển cả cũng không sâu rộng bằng. Tự phi phát quảng đại tâm hành Bồ Tát đạo, vì ân đức của Phật đối với ta lớn lao như thế. Nếu chúng ta không phát tâm quảng đại hành Bồ Tát đạo, kiến lập Phật pháp cứu độ chúng sanh, kiến lập Phật pháp cứu độ chúng sanh, túng sự phấn cốt toái thân, khởi năng thủ đáp. Nếu không hoằng dương Phật pháp, không xây dựng Phật pháp, không hộ trì Phật pháp, thì dù có tan xương nát thịt cũng không đền đáp được ân đức của Phật. Thị vi phát Bồ Đề tâm đệ nhất nhân duyên giã, vì thế nhân duyên thứ nhất trong 10 nhân duyên chính là nhớ ân sâu của Đức Phật mà cần phải phát tâm Bồ Đề. 2. Niệm phụ mẫu ân. Nguyên văn: Vân hà niệm phụ mẫu ân, ai ai phụ mẫu sanh ngã cổ lao, thập nguyện tam niên hoài thai hữu bộ, thôi can khứ thấp yến khổ thổ cam, tài đắc thành nhân chỉ vọng thiệu kế môn phong, cung thừa tế tự. Kim ngã đẳng ký dĩ xuất gia, lạc xưng thích tử thiểm hiệu sa môn, cam chỉ bất cung tế tạo bất cấp, bất sanh bất năng dưỡng kỳ khẩu thể, tử bất năng đạo kỳ thần linh, ư thế gian tác vi đại tồn, ư xuất thế hiệu vô thật ích, lưỡng đồ ký thất trọng tội nan đào, như thị tư duy duy hữu bách kiếp thiên sanh, thường hành Phật đạo, thập phương tam thế phổ độ chúng sanh, tắc bất duy nhất sanh phụ mẫu, nãi trí sanh sanh phụ mẫu, cầu mông bà tế, bất duy nhất nhân phụ mẫu, nãi trí nhân nhân phụ mẫu, tận khả siêu thăng, thị vi phát Bồ Đề tâm đệ nhị nhân duyên giã. Dịch: Thế nào là nhớ ơn cha mẹ? Thường thầy cha mẹ sinh ta khó nhọc, 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm, nhường khô nằm ướt, nuốt đọng đắng, nhả ngọt, mới được nên người,
Mong ta tiếp nối gia phong, lo phần tế tự mà nay ta đã xuất gia, làm xương thích tử, nhục hiệu sa môn. Đồ ngon vật ngọt đã không phụng dưỡng, cúng tế trạc tả càng không chu tất. Cha mẹ còn sống, ta đã không thể nuôi dưỡng. Khi cha mẹ qua đời, ta lại không thể hướng dẫn thần thức. Đối với phương diện thế gian là sự tổn lớn, đối với phương diện xuất thế lại không có ích chi. Hai đường đều tổn thất thì tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế chỉ có cách trong trăm đời ngàn kiếp, thực hành Phật đạo, mười phương ba đời khắp độ chúng sanh. Được như thế thì không phải chỉ cha mẹ một đời, mà song thân nhiều đời nhiều kiếp đều được độ thoát. Không phải chỉ cha mẹ một người, mà song thân tất cả mọi người cùng được siêu thăng. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát tâm Bồ Đề. Giảng Vân Hà niệm phụ mẫu ân, ở trên đã nhắc qua về ân đức cha mẹ, nay ở đây giải thích. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã, cù lao. Đây là nói chúng ta đối với cha mẹ thường có lòng thương nhớ. Cha mẹ cũng thương nhớ ta, sanh ta khó nhọc. Đây là câu trong thi kinh. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã, cù lao, dục báo tri đức, hạo thiên võng cực. Có nghĩa là thương thay cha mẹ, sinh ta khó nhọc, muốn báo ân đức của cha mẹ. Nhưng ân đức của cha mẹ sâu nặng như trời cao bể rộng, thật khó đáp đền. Thập nguyệt tam niên, hoài thai nhũ bộ. Nếu nói 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm thì không hay, nên nói 10 tháng 3 năm mang thai bú mớm. Thôi càn khứ thấp, từ chỗ ướt đưa đến chỗ khô, chứ không phải đẩy ra khỏi chỗ khô. Điều này rất đơn giản, không có cách giảng đặc biệt nào. Người mẹ nuôi đứa con thơ chính là nhường khô nằm ướt như thế. Yến khổ thổ cam, tài đắc thành nhân, nuốt đắng chính là có cái gì đắng cay, có cái gì khó khăn, mẹ đều nuốt lấy, chịu lấy. Nhả ngọt, có gì ngọt bùi cho con. Tận tâm kiệt lực bồi dưỡng nuôi nấng con thơ như thế, con thơ mới được lớn lên thành người. Chỉ vọng thiệu kế, môn phong, cung thừa tế tự. Sanh con dưỡng cái chính là hy vọng cho chuyện con nối, đời nọ nối tiếp đời kia. Có người hương khói nối dõi tông đường, sau này lo phần cúng tế tổ tiên. Chỉ vọng là dùng tay chỉ đầu, dùng mắt nhìn. Thiệu cũng giống như thiệu long Phật chủng, tiếp nối một cách rạng rỡ dòng giống của Phật. Thiệu có nghĩa là tiếp tục kế tục. Tục là làm cho nó nối tiếp không để gián đoạn. Môn phong là phong thái nề nếp gia đình. Kim ngã đẳng ký dĩ xuất gia, làm xương thích tử. Nhưng nay chúng ta đã xuất gia, cũng không quản đến việc có đủ tư cách làm con Phật hay không, làm phu sung số. Nói rằng chúng ta đã là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thiểm hiệu sa môn. Thiểm là không biết tàm quý, không biết xấu hổ, nghĩa là tôi không đủ tư cách, không đáng làm sa môn. Nhưng tôi cũng mạo xung, lạm vu xung số, cũng được gọi là sa môn. Sa môn là tỳ khưu, dịch là cần tức, có nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Cam chỉ bất cung, tế tảo bất cốc. Đối với cha mẹ, chúng ta không chút dưỡng nuôi, không có đem sức của ta để phụng dưỡng. Đến khi cha mẹ qua đời cũng không tảo mộ, cũng không lo phần cúng dỗ. Bất sanh năng dưỡng kỳ khẩu thể, từ bất năng đạo kỳ thần linh. Khi cha mẹ còn sống, ta đã không thể phụng dưỡng. Sau khi cha mẹ qua đời, ta cũng không thể dẫn đạo, tiếp dẫn thần thức của cha mẹ đến nơi an lạc. Ư thế gian tắc vi đại tổn, ư xuất thế hiệu vô thật ích. Đối với thế gian pháp, tức là đối với một vài vấn đề xã hội mà nói, thì đây là một tổn thất lớn, mà chúng ta xuất thế cũng tu hành không thành công, nên đối với cha mẹ cũng không có giúp đỡ gì. Lưỡng đồ ký thất, trọng tội nan đào. Lưỡng đồ tức là hai đường sanh tử. Khi cha mẹ còn sống, ta không phụng dưỡng, khi chết rồi cũng không cúng tế. Sau khi xuất gia, lại không quản đến cha mẹ ở nhà, hai phương diện này đều tổn thất lớn. Cho nên tội này rất lớn, thật khó tránh khỏi. Năng như thị tư duy. Suy nghĩ như thế, chúng ta phải nên làm sao? Duy hữu bách kiếp thiên sanh, thường hành Phật đạo. Chỉ có cách trong trăm đời ngàn kiếp, cần phải tu hành Phật đạo, thường y theo Phật pháp tu hành, thập phương tam thế phổ độ chúng sanh. Không chỉ mười phương, mà trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, đều phải độ khắp tất cả chúng sanh, mới có thể báo đáp ân sâu của cha mẹ. Như thế tắc bất duy nhất sanh phụ mẫu, nãi trí sanh sanh phụ mẫu, câu mông bà tế. Cha mẹ đời đời kiếp kiếp đều được độ thoát.
Bất duy nhất nhân phụ mẫu, nãi trí nhân nhân phụ mẫu, tất cả siêu thăng, cho đến cha mẹ của mỗi người đều được sanh thiên. Chúng ta nếu như tu hành chân chánh, một người con đắc đạo, cửu huyền thất tổ siêu thăng, cho nên chúng ta cần phải dụng công tu hành, thì không những cha mẹ đời đời kiếp kiếp, trong thời quá khứ cho đến song thân của mọi người, chúng ta cũng đều khiến cho họ được siêu thăng. Thị vi phát bồ đề tâm đệ nhị nhân duyên giã, đây là nhân duyên thứ hai của sự phát bồ đề tâm. 3. Niệm sư trưởng ân. Nguyên văn âm Hán Việt: Vân Hà niệm sư trưởng ân, phụ mẫu tuy năng sanh dục ngã thân, nhược vô thế gian sư trưởng, tắc bất tri lễ nghĩa, nhược vô xuất thế sư trưởng, tắc bất giải Phật pháp. Dịch: Thế nào là nhớ ơn sư trưởng? Cha mẹ tuy sinh dưỡng sắc thân ta, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì không hiểu biết lễ nghĩa, không có sư trưởng xuất thế thì không hiểu Phật pháp. Giảng: Vân Hà niệm sư trưởng ân. Vân Hà là như thế nào? Như thế nào là báo ân sư trưởng? Đoạn văn trên nói về báo ân cha mẹ. Cha mẹ sanh ta, ta nên báo ân. Vậy sư trưởng không có sanh ta, ta phải báo ân gì? Cho nên nói, thế nào là báo ân sư trưởng là từ để hỏi, chính là hỏi mọi người vấn đề này. Chữ sư chính là quy tắc theo thầy học pháp độ. Quy tắc sư phụ là trưởng bối. Trong nhân luân, sư là trưởng bối. Bạn quy y sư phụ về vô hình chung, bạn chính là vãn bối. Cho nên tôi không dạy người quy y tôi cũng chính vì điều đó. Nếu tôi dạy người quy y tôi, người ta sẽ hỏi, thầy có đủ tư cách làm sư phụ không? Có phải là thầy muốn kiếm lợi chăng? Muốn làm sư phụ của tôi lớn, của tôi lớn để hơn tôi một vế à? Vậy thì bạn phải trả lời như thế nào? Cho nên từ trước đến nay, tôi không dạy một người nào quy y tôi. Tôi cũng rất xấu hổ vì tôi cảm thấy nếu thu nhận một đệ tử quy y mà không dùng chánh pháp để giáo hóa họ, không thể độ họ thì sẽ có lỗi với họ. Vậy nếu tôi dùng chánh pháp dạy họ, nhưng họ không có tâm chân thành, không nghe lời dạy của tôi phải làm sao đây? Vì thế đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi không dạy người quy y tôi. Quý vị nhìn thấy, nay có rất nhiều người quy y tôi mà quý vị nên tự hỏi, trong quý vị ai là người mà tự miệng tôi bảo đến quy y với tôi? Thậm chí đối với những người quy y với tôi đều muốn xem xét thử thách, vốn muốn từng người khảo sát. Nhưng có lúc người quy y quá đông, tôi cũng không xem xét nổi, nên đành qua loa, nhắm lại một mắt. Được rồi, đều hứa khả, chính là như thế. Ở Mãn Châu Hương Cảng, tôi nhận đệ tử quy y, trước cần phải nói chuyện với họ, hỏi họ tại sao muốn quy y với tôi. Không chỉ đối với người như thế, mà đối với quỷ cũng như thế, thật vậy. Tôi ở Hương Cảng có nhận quỷ làm đệ tử quy y. Quỷ này nói đến thật là một việc bất khả tư nghị. Có người bệnh, người nhà đi thỉnh thầy tụ kinh, thỉnh bảy thầy mặc áo tràng đắp thượng y, đến nơi đó bảy bàn đọc kinh Kim Cang, Đại Bi Chú rồi niệm Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Ra, Nam Mô A Rị Ra. Một ngày cho đến tối, Nam Mô Nam Mô Nam Mô không ngừng, tụng kinh Kim Cang cũng vậy. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỷ kheo chúng, thiên nhị, bách ngũ thập nhân câu, nhĩ thời thế tôn thực thời trước y chỉ bác, nhập xá vệ đại thành khất thực ư kỳ thành trung, thứ đệ khất dĩ hoàn trí bổn xứ, phản thực ngật thâu y bác, tẩy túc dĩ phu tòa nhi tọa. Nhưng mà quỷ không có chịu nghe cách này, thầy trải tòa mà ngồi, thì nó cũng trải tòa mà ngồi, làm cho bảy thầy tụng bảy ngày kinh chú cũng không ra được khỏi nhà. Trong bảy thầy này có người giới thiệu tôi, nói ông muốn cho anh ta hết bệnh thì phải đi thỉnh hòa thượng đó. Người này cũng tin tưởng lời của thầy nên đến Quan Âm Động thỉnh tôi. Lần thứ nhất thỉnh tôi không nhận lời. Lần thứ hai thỉnh tôi cũng không nhận lời. Lần thứ ba đến trước mặt tôi, quỷ không đứng lên, thỉnh cầu tôi nhất định phải giúp đỡ. Tôi bèn nói, được rồi ông thầy tâm như thế, tôi sẽ đi. Đến nơi thấy bệnh nhân đang nằm trên giường, cùng với các thầy đấu pháp. Các thầy tụng kinh, ông ta cũng tụng kinh. Các thầy niệm chú, ông ta cũng niệm chú, lắc lắc lư lư, ra vẻ đắc ý, kiêu ngạo. Tôi ngồi trên giường bệnh im lặng khoảng 15 phút. Chà, lúc đó người dẫn quỷ, quỷ dắt người, đến quỷ trước mặt tôi. Lúc đó tôi có sâu chuỗi niệm Phật, bèn choàng vào người bệnh. Khi bị choàng vào sâu chuỗi của tôi, ông ta liền nói, ai ra, Pháp Sư, thầy tha thứ cho con không dám nữa.
Tôi nói, ông tại sao thế? À, con dường như sắp bị sâu chuỗi của thầy thiêu cháy rồi. Tôi mang tại sao không bị thiêu? Ông mang vào tại sao bị thiêu? Con thật chịu không nổi nữa rồi. Vậy ông muốn gì đây? Con muốn quy y với thầy. Ông muốn quy y tôi, bảy thầy này vì ông tụng kinh 7-8 ngày. Tại sao ông không quy y với các thầy mà ông quy y với tôi làm gì? Ô họ à, họ quy y với con còn không thèm. Nói như thế xong rồi lại nói ông ta quen biết một vị pháp sư nào đó. Tôi nói ông đã biết vị thầy đó thì ông có thể quy y với thầy đó. Hừ, thầy đó à, thầy đó cũng không đủ tư cách làm sư phụ của con. Vậy tôi làm sao đủ tư cách? À, con tìm bao nhiêu năm nay chính là tìm thầy đó. Ông tìm tôi làm gì? Con muốn quy y với thầy. Quy y với tôi có ích lợi gì? Nguyện lực của thầy rất lớn, phàm là đệ tử quy y của thầy đều sẽ thành Phật. Vì thầy có nguyện lực như thế nên nay con nhất định quy y với thầy. Quý vị thử xem, quỷ này chẳng phải là không hiểu lục tứ 46. Nó hiểu được lục tứ. Thế nào gọi là lục tứ? Tứ chính là chữ phụ, phụ là phụ thân, là cha. Lục chính là chữ mẫu, mẫu là mẫu thân, là mẹ. Chữ phụ có 4 nét, chữ mẫu có 6 nét. Cho nên nói, người mà không hiểu lục tứ chính là ngay cả cha mẹ cũng không biết đến. Còn quỷ này thì hiểu lục tứ nên muốn quy y. Hôm nay không phải tôi muốn đem cái hay của tôi nói cho quý vị nghe, mà là chỉ lấy sự thực để chứng minh. Khi quỷ quy y tôi rồi thì người bệnh cũng khỏe liền. Bệnh lành rồi thì sao? Thì người ấy cũng quy y, thân thích của người ấy cũng đều quy y. Vì thế quy y cả một loạt mà đều là cả nhà quy y. Vì thế quỷ cũng có thể giới thiệu người quy y. Người nhìn thấy quỷ quy y thì mắt cũng đỏ lên nói, con cũng muốn quy y. Tại sao phải báo ân sư trưởng? Vì phụ mẫu tuy năng sanh dục ngã thân, cha mẹ tuy sanh dưỡng sát thân ta, nhưng nhược vô thế gian sư trưởng. Nếu không có sư trưởng thế gian giáo hóa ta, khiến ta có học vấn, có chút ít học thức, tắc bất tri lễ nghĩa thì ta sẽ không biết lễ. Lễ có nghĩa là lễ tiết, lễ phép lịch sự. Bạn đối với người không khách khí, đó chính là không lễ phép lịch sự. Còn nghĩa là gì? Nghĩa là nghĩa khí, giống như quan công đại nghĩa cao vót trời xanh, bảo hộ hoàng huynh Lưu Bị. Ai muốn lợi dụng quan công cũng không được, như Tào Tháo dùng các thứ thủ đoạn để mua chuộc quan công, nhưng quan công cũng không theo Tào Tháo, cho nên quan công chính là đại nghĩa tham thiên. Nghĩa lớn này to lớn như trời vậy. Lễ phép lịch sự, như chúng ta nhìn thấy người thì cần phải cúi đầu, cung kính nghiêng mình, khiến cho người không bao giờ trách móc được mình, mắng mình. Tại sao người mắng ta? Vì mình đối với người rất thô lỗ, không tốt nên bị người mắng. Đây là đạo lý mà chúng ta cần nên hiểu rõ sâu sắc. Bạn xem, tôi là người xuất gia cũng thường bị người mắng vì cảm thấy tôi đối với người không tốt. Việc này không sao. Phàm là người mắng tôi đều phát nguyện sau này sẽ độ những người đó thành Phật. Vì thế người mắng tôi thì được lợi nhất, sẽ không thiệt thòi. Tôi sẽ không nói, à ông mắng tôi sẽ làm ông đọa địa ngục vô gián. Tôi sẽ không có cái tâm như thế, bạn mắng tôi chăng? Sau này tôi nhất định sẽ độ bạn thành Phật, bạn không thành Phật, tôi cũng không thành Phật. Cho nên người mắng tôi cũng là thiện tri thức của tôi. Đề Bà Đạt Đa chính là người giúp đỡ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về mặt phản diện. Vậy thì người mắng tôi, thậm chí là những người đối với tôi không khách khí, đó đều là thiện tri thức của tôi. Tôi đều phát nguyện tương lai sẽ độ họ. Cho nên các ông, nếu ai phản đối tôi hoặc là chửi mắng tôi, đó là một phương pháp hay, là cùng tôi kết một pháp duyên rất lớn. Vì thế các ông nếu mong muốn cùng tôi kết pháp duyên thì trước mắng tôi. Tôi thì mở rộng phương tiện, không sợ người mắng, cũng không sợ người đánh. Nếu các ông muốn mắt của tôi bèn cho con mắt. Muốn lỗ tai của tôi bèn cho lỗ tai. Muốn đầu của tôi thì tôi cho đầu. Thân tâm tánh mạng, đỏ mắt não tùy đều bao gồm ở trong. Chỉ cần các ông muốn tôi đều bố thí cho. Đây không phải là nói suông mà thật có thể làm được những điều này. Tôi là một người ngu khờ nhất. Tôi lại nói câu này rồi. Tại sao vậy? Việc mà người ta không muốn làm tôi đều có thể làm. Tôi nói với các ông một việc. Tôi ăn món đồ ngon hay dở đều cảm thấy chỉ có một mùi vị. Ở Hương Cảng có người thỉnh cầu với tôi làm cho bà có được đứa cháu nội. Tôi nói, bà muốn có cháu nội, được rồi. Tôi đang rửa chân, rửa xong bèn đưa nước ấy cho bà, nói, bà uống nước này đi. À, bà nhịn nước không dám uống. Bà uống không được à? Được, để tôi cầm lấy nước rửa chân và uống luôn. Ô,
Khắp thân bà đều toát mồ hôi nói, làm sao mà có thể được? Tôi nói, làm sao mà không thể được? Vì thế các ông không nên cho rằng tôi và các ông giống nhau, những việc mà tôi làm được, các ông không làm được đâu. Vì thế người thế gian chúng ta phải hiểu biết lễ, chớ nên một chút lễ cũng không hiểu, một chút nghĩa cũng không biết. Điều gì hợp với nghĩa thì chúng ta làm, việc không hợp với nghĩa thì không làm. Nghĩa này là nghĩa của bậc có tiết tháo cao thượng, làm bất cứ việc gì thì cũng làm một cách chánh đáng đúng đắn, làm cho tốt đẹp, đó chính là nghĩa. Nói người đó có nghĩa khí, như hiệp khách xưa kia, hành hiệp trượng nghĩa, đó chính là nghĩa khí. Mọi người kết nghĩa anh em, hòa phúc cùng hưởng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chung. Vì bạn, dù hai bên sườn có cắm đao cũng không sợ đau, đó đều là nghĩa khí. Có nghĩa khí thì dù có thiệt thòi cũng muốn giúp người, làm lợi ích người khác. Thầy thế gian dạy chúng ta những lễ tiết, lễ phép lịch sự. Làm việc gì cũng cần phải lễ mạo lịch sự, không nên mắng chửi người, không nên đối xử không tốt với người, cần phải có lễ. Người và cầm thú khác nhau chính là chỗ biết lễ. Nếu ngay cả lễ phép lịch sự mà cũng không có thì chẳng khác gì cầm thú. Cầm thú nếu gặp mặt lẫn nhau đều có sự hào cảm. Cho nên chúng ta là người làm sao có thể không hiểu biết lễ nghĩa. Lễ là một trong tám đức, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ. Cho nên chúng ta cần phải hiểu lễ, đối với người phải có nghĩa khí. Nếu không có thầy giáo thế gian thì chúng ta sẽ không hiểu những đạo lý làm người này. Nhược vô xuất thế sư trưởng, nếu ông muốn tu hành cần phải chọn lựa một vị thiện tri thức mắt sáng. Thế nào là thiện tri thức mắt sáng? Có bốn điều kiện khiến cho chúng ta quan sát có phải là thiện tri thức mắt sáng không. Điều thứ nhất là không tham tài, điều thứ hai là không tham sắc, điều thứ ba là không tham danh, điều thứ tư là không ích kỷ. Vị thiện tri thức này có phải thường nói những điều bảo bạn làm lợi ích cho người đó không? Có phải người đó có ý đồ gì không? Làm bất cứ việc gì đều muốn cho danh dự địa vị của mình lớn cao. Người này không tham tài, không tham danh sắc, không ích kỷ mới là thiện tri thức. Vị pháp sư mà lần này từ Malaysia theo quý vị đến đây, tôi cảm thấy trong những người mà tôi nhìn thấy, tôi không nhìn thấy thì không biết, trong các tỷ kheo nam truyền là một người có tu hành nhất, cũng là một người có trí huệ nhất, có lễ nghĩa nhất. Cho nên những người quy y tôi sau khi trở về cần phải thân cận vị pháp sư này. Vì tôi không ở đó cho nên tôi thỉnh sư thay tôi dạy dỗ quý vị. Quý vị nếu có sức thì cần nên hộ pháp cho sư. Quý vị hộ trì sư cũng chính là hộ trì cho tôi. Hai chúng tôi không có sự phân biệt bỉ thử. Tôi cảm thấy sư không có lòng ích kỷ. Tôi tuy có lòng ích kỷ nhưng cũng không nhiều. Nói thực bảo không nhiều lắm, hoặc là có chút ít như đầu sợi tóc, nhưng tôi cũng phải dứt bỏ nó. Tôi lại bảo với quý vị, thân cận thiện tri thức không nên theo sát bên mình. Từ sáng đến tối cứ mãi quấy rầy, thân cận thì không thể lìa xa tách rời. Thân cận chính là phải nghe lời sư, có gì không hiểu thì cầu khai thị. Không phải từ sáng đến tối nhìn thấy tôi, ông sư phụ này thấy tức là thân cận chăng? Không phải vậy. Nếu ông muốn cầu pháp thì cần phải cung kính, không phải vừa nói vừa cười, có vẻ không đứng đắn nghiêm túc. Cần phải đứng đắn nghiêm túc, trịnh trọng, đến nơi đó không nên làm sư thêm phiền phức. Trước xem sư có việc gì không, có rảnh không, nếu rảnh thì thưa hỏi, nếu bận thì không thể nói rằng việc của tôi rất quan trọng, đến nơi đó, bất quản sư bận hay không, tôi trước phải thưa hỏi các vấn đề của tôi, không thể được như thế. Nếu bạn muốn xuất thế, không thể không có thiện tri thức mắt sáng. Một cử chỉ, một hành động của thiện tri thức mắt sáng tuyệt đối sẽ không toan tính cho riêng mình, sẽ không nghĩ rằng làm sao lợi ích cho tôi, xây cho tôi một chùa lớn đi. Có người nói, thể này đã có vạn Phật thành, một ngôi chùa không nhỏ như thế mà còn muốn xây chùa nữa sao? Muốn chứ, lòng tham của tôi thì không có lúc nào ngừng nghỉ. Nhưng tôi bảo với các ông, lòng tham của tôi là phát nguyện làm một đạo trường Phật giáo cơ bản cho Phật giáo quốc tế để hoằng dương chánh pháp. Cho nên hôm nay quý vị đến đây, dù đối với chỗ này có cách nhìn như thế nào, đều là những người hộ trì vạn Phật thành. Dù cho mắng vạn Phật thành cũng là ủng hộ, ông chửi cũng tốt, đối với vạn Phật thành đều có quang vinh rất lớn. Bạn nhìn thấy người nào, nếu như phê bình tôi, thì thay mặt tôi tìm người đó, tôi muốn lại người đó làm thầy. Tôi không sợ người khác chửi, cũng không sợ bị người phỉ báng phê bình, cái gì cũng không sợ. Nếu tôi sợ thì đã không đến đất Mỹ Hoằng Dương Phật Pháp. Tôi đến đất Mỹ Hoằng Dương Phật Pháp sớm đã chuẩn bị tất cả. Người càng hủy báng tôi càng cảm thấy rất thú vị.
càng thú vị hơn tôi đùa giỡn nữa. Cho nên tôi thưa thật với quý vị, tư tưởng của tôi và các ông hoàn toàn không giống. Tác phong hành vi của tôi cùng với những gì mà quý vị biết cũng đều không giống. Nếu không có vị sư trưởng xuất thế, tắc bất giải Phật Pháp. Nếu không theo một vị thiện tri thức xuất thế thì không thể hiểu rõ Phật Pháp. Không hiểu rõ Phật Pháp thì làm sao có thể xuất thế được. Tôi bảo với các ông, điều quan trọng nhất chính là phải bỏ đi tri kiến thế gian. Muốn học Phật Pháp thì phải chịu nhiều thiệt thòi. Đại sư Vĩnh Gia đã nói, quán ác ngôn thị công đức. Nghe người ta hủy báng hoặc là chửi mình, đó đều là công đức, đó đều là giúp đỡ, đều là mong cho mình tốt đẹp. Người kia nếu không muốn bạn tốt, sẽ chẳng nói bạn không tốt. Người kia nói bạn không tốt, chính là muốn bạn càng ra sức nỗ lực, cây xào trăm thước thêm tiến bước. Bạn phải suy nghĩ như thế, cho nên thuận nghịch giai tinh tấn, hủy dự bất động tâm. Gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh đều tinh tấn, nghe lời hủy báng hay khen ngợi đều không động tâm. Cần phải như thế, nhưng mà điều này cũng không dễ dàng. Quán ác ngôn thì công đức, thử tức thành ngã thiện tri thức. Đó tức là thành tựu thiện tri thức của ta. Bất nhân sán báng khởi oán thân, không nên vì người cười che hủy báng mà sinh tâm oán giận. Cần phải oán thân bình đẳng, không có lòng sân hận. Nếu không có người cười che hủy báng, hà biểu vô sanh từ bi lực, thì làm sao có thể biểu thị ra sức vô sanh pháp nhẫn của mình. Cho nên các vị, tôi đương nhiên cũng không có nhiều tật xấu, nhưng tôi hy vọng sửa đổi tất cả tật xấu của tôi cùng với quý vị đồng chung nghiên cứu Phật Pháp. Vì thế, muốn xuất thế nhất định phải tìm một vị thiện tri thức chân chánh, nguyên văn. Hán Việt, bất trì lễ nghĩa, tác đồng ư dị loại, bất giải Phật Pháp, tác hà dị tục nhân. Kìm ngã đẳng thô tri lễ nghĩa, lược giải Phật Pháp. Ca xa bì thẻ, giới phẩm chiêm thân, thử chi trọng ân, tùng sư trưởng đắc. Nhược cầu tiểu quả, cẩn năng tự lợi, kim vị đại thừa, phổ nguyện lợi nhân. Tắc thế, xuất thế gian, nhị chủng sư trưởng, công mông lợi ích, thị vi phát bồ đề tâm, đệ tam nhân duyên giã. Dịch, không hiểu biết lễ nghĩa thì chẳng khác gì cầm thú. Phật Pháp không hiểu thì cũng như người phàm tục. Này ta được biết chút ít về lễ nghĩa, được hiểu sơ lược về Phật Pháp. Ca sa trang nghiêm đắp thân, giới pháp nhuận thấm thân mình. Được như thế là nhờ ân đức sâu nặng của sư trưởng. Nếu chỉ cầu quả nhỏ thì chỉ có lợi riêng cho bản thân mình mà thôi. Nay phải phát tâm đại thừa, phổ nguyện lợi ích hết thảy chúng sinh. Như thế thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế đều được lợi ích. Đó là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm bồ đề. Giảng, bất trì lễ nghĩa, tác đồng ư dị loại. Dị loại tức là cầm thú. Chúng ta xem các thứ cầm thú, chim bay, thú chạy đều không hiểu lễ nghĩa. Nhưng cũng có thứ hiểu biết, như quả biết mớm mồi lại cho mẹ, biết báo đáp ơn mẹ, dê con quỳ bú sữa mẹ. Đó cũng là thứ cầm thú biết hiếu thuận, vì thiên tánh của nó thiện lương. Vậy không biết lễ tiết và nghĩa khí thì giống như dị loại, không khác gì loài súc sanh. Nếu mặt người dạ thú cũng tức là không hiểu lễ nghĩa, cho nên nói không hiểu lễ. Bất giải Phật Pháp, tắc hà dị tục nhân.